Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa. Chúng ta hãy cùng đến với vòng 28 La Liga, trận đấu giữa Real Sociedad và Barcelona. Báo chí xứ đấu bò đã nhận định Barcelona mới thực sự là đội bóng có nhiều khả năng giành được chức vô địch La Liga nhất ở thời điểm hiện tại, sau khi họ đánh bại Huesca đầu tuần trước nhờ sự tỏa sáng của Messi và lối chơi thuyết phục. Với 59 điểm sau 27 vòng, Barca đã thu hẹp khoảng cách về điểm số với đội đầu bảng Atletico xuống còn 4 điểm, khi mùa giải còn 11 vòng đấu nữa là kết thúc và đó không hề là khoảng cách lớn. Tuy nhiên, tham vọng vô địch của đội bóng xứ Catalonia sẽ được thử thách ngay ở vòng đấu này khi Messi và các đồng đội phải vượt qua chủ nhà Real Sociedad. Đối thủ luôn là sự khó chịu với Barca và hơn thế với vị trí thứ năm hiện tại. Chắc chắn Sociedad cũng hướng tới mục tiêu giành 3 điểm nữa để có mặt ở Cúp châu Âu mùa sau. Cựu tiền vệ của Man City David Silva vẫn đảm bảo thể lực để có thể ra sân, chính là một tin vui của huấn luyện viên Agüero. Sau khi ông đã mất đi một số cầu thủ quan trọng như là hậu vệ Monreal, Sola hay Elustondo. Trong khi đó, huấn luyện viên Koeman đã chào đón sự trở lại của trung vệ Araujo để tăng cường chất thép cho hàng phòng ngự, cũng như giúp huấn luyện viên người Hà Lan trả đôi rông về hàng tiền vệ đối đầu với đội chủ nhà Sociedad trận này khi vẫn thiếu Pique hay là Coutinho. Sociedad hiện tại đã khác so với Sociedad mà Barcelona đã đánh bại trận lượt đi, và cần nhớ là ở bán kết cúp nhà vua vào tháng 1 thì đội bóng xứ Catalonia phải cần đến tài năng của thủ thành Stegen mới vượt qua được đối thủ để có mặt trận chung kết sau loạt sút luân lưu 14m. Vì vậy, với phong độ không tệ hiện tại, bất chấp việc Messi có chơi hay như thế nào thì Sociedad vẫn là thách thức lớn cho đội khách. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ trận này Barcelona chấp Real Sociedad 1/2 trái. Sociedad đã cầm chân Real Madrid ngay trên sân khách 2 tuần trước, xa hơn một chút thì họ cũng khiến Manchester United không thể ghi bàn trong trận lượt về vòng đấu loại trực tiếp Europa League. Với sự tự tin như vậy thì Sociedad sẽ chơi một trận ra trò với Barca, và bất chấp việc đội bóng xứ Catalonia được đánh giá cao hơn thì ở trận này người chơi có thể cân nhắc lựa chọn Sociedad với tỷ lệ chấp là như vậy. Thưa quý vị, ở trận này tỷ lệ tài xỉu sẽ là 2/3/4. Sociedad sẽ chơi một trận đôi công hấp dẫn với Barcelona, điều mà họ vẫn luôn làm như vậy mỗi khi đối đầu với đội bóng xứ Catalonia. Phía đội khách cũng sẽ chơi chắc chắn hơn trong phòng ngự và Messi sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội để tỏa sáng. Nhiều khả năng đây sẽ làm trận cầu có nhiều bàn thắng và người chơi có thể lựa chọn cửa tài trận này. Dự đoán của chúng tôi, Barca sẽ vượt qua Sociedad với tỷ số 2-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.